Xin chào các bạn đã trở lại với Tech Mang Việt Nam. Tháng 9 vừa qua thì Apple đã ra mắt loạt sản phẩm mới cuối năm 2017 của mình. Trong đó có lẽ điểm gây chú ý nhất chính là iPhone X. Điểm nhấn là sản phẩm kỷ niệm 10 năm chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Tuy nhiên thì bên cạnh đó Apple còn giới thiệu nhiều thứ tuyệt vời khác, ví dụ như là Apple TV nay đã hỗ trợ chuẩn 4K hay là Apple Watch Series 3 đã tích hợp eSIM vân vân. Vâng. Và có lẽ tiếng vang của iPhone X đã quá lớn khiến chúng ta có vẻ như không quan tâm lắm tới những sản phẩm khác nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là những thứ còn lại không có gì đáng nói. Với Apple thì TV hỗ trợ 4K quá là bình thường. 4K giờ đến cả điện thoại nó còn có nữa là. Nhưng mà eSIM trên Apple Watch thì sao? Vâng, đó chính là chủ đề mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay. eSIM là gì? Nó hoạt động như thế nào? Và nó lợi hại ra sao? Và liệu đây có phải là đột phá mới của Apple hay không? Câu trả lời của mình dành cho các bạn là không, eSIM không mới, cũng chẳng có gì gọi là đột phá. Nhưng thật sự thì eSIM đã có từ rất lâu rồi, khởi đầu tốt tận năm 2013, nhưng có vẻ như cho đến khi Apple nhúng nó vào Apple Watch thì mới gây được sự chú ý nhất định từ phần đông người dùng, đặc biệt là tại Việt Nam. Thực tế thì chính Apple cũng đã sử dụng nó trên các sản phẩm của mình từ trước đó rồi, trên những chiếc iPad LTE. Tuy nhiên thì đó là eSIM chuẩn riêng của Apple và chưa được hỗ trợ rộng rãi bởi nhiều nhà mạng khác nhau trên toàn thế giới. Vậy thì cụ thể eSIM nó là cái của khỉ gì? Về khía cạnh thuật ngữ thì trước tiên chúng ta phải hiểu SIM là gì? SIM, đây là viết tắt của Subscriber Identify Module, tức là một module xác thực người đăng ký, một dạng thẻ nhớ thông minh được sử dụng riêng cho các thiết bị di động. Nó có nhiệm vụ là lưu trữ các thông tin như là số điện thoại, mã số định danh, định tuyến mạng di động, số pin của SIM, một số thông tin cần thiết để sử dụng điện thoại và thậm chí là cả bộ nhớ riêng để lưu danh bạ điện thoại và tin nhắn SMS. Thế hệ thẻ SIM đầu tiên là Full Size SIM 1FF, được sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Thẻ SIM thời kỳ đầu chỉ sử dụng cho mạng di động GSM. Sau này khi mạng CDMA ra đời thì nó không cần tới SIM nữa. Tuy nhiên thì vẫn có nhà mạng hỗ trợ cả thẻ SIM cho CDMA. Và sau này thì các thiết bị LINE được nhúng sẵn SIM CDMA vẫn có thêm khe cắm SIM ngoài, với mục đích là cho người dùng có thể chuyển sang sử dụng thẻ SIM với mạng GSM hoặc là để sử dụng SIM 4G. Nhưng đây là một câu chuyện khác mà chúng ta sẽ bàn tới trong một video khác. Vậy thì rất đơn giản, eSIM là viết tắt của Electronic SIM, tức là một chuẩn thẻ SIM điện tử mới được tích hợp thẳng vào thiết bị bằng một con chip nhỏ và mang đầy đủ tính năng của một thẻ SIM dạng module thông thường. Hiểu đơn giản thì là như vậy, eSIM đã được chuẩn hóa và thông qua bởi Hiệp hội Viễn thông Di động GSMA từ năm 2013. Tuy nhiên thì cho đến nay vẫn chưa thật sự phổ biến do chưa có nhiều nhà mạng tại các quốc gia hỗ trợ chuẩn SIM này. Đó là lý do tại sao ở Việt Nam chúng ta, mặc dù có rất nhiều nhà mạng đang hoạt động nhưng eSIM vẫn là điều gì đó rất là xa vời. Và cũng giống như các công nghệ khác thì eSIM được rất nhiều nhà sản xuất tự phát triển theo chuẩn riêng của họ. Và miễn sao nó đạt được yêu cầu của mỗi nhà sản xuất cũng như đáp ứng được tiêu chuẩn chung của Hiệp hội GSM là được. Trước Apple Watch Series 3 thì chúng ta cũng có một vài đồng hồ thông minh hỗ trợ eSIM rồi. Điển hình như là mẫu Samsung Gear S2 Classic 3G 4G là thiết bị đeo đầu tiên trên thị trường được ứng dụng eSIM, ra mắt vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên thì đó chỉ là một phiên bản eSIM được rút gọn và chưa thật sự đạt chuẩn. Và nay, Apple đã đưa nó lên thiết bị đeo của họ với nhiều tính năng vượt trội hơn rất nhiều. Vậy thì eSIM hoạt động như nào? Về cơ bản thì eSIM vẫn là một cái thẻ SIM như bao chiếc SIM mà chúng ta vẫn cắm vào chiếc điện thoại trong túi quần hay là các bạn đang cầm trên tay và xem video này, nhưng nó có kích thước nhỏ hơn rất nhiều, tới 90% so với thẻ SIM thông thường và được gắn chết bên trong thiết bị. Chính vì vậy chúng ta sẽ không thể tháo hay là thay thế nó bằng cách đơn giản là rút ra cắm vào như trước nữa. Thay vào đó, nếu mua máy theo nhà mạng thì nghiễm nhiên họ sẽ định danh sẵn cho SIM trong mỗi máy mà nhà mạng đó bán ra. Kèm theo đó là toàn bộ những thông tin của một thẻ SIM như là số thuê bao, mã IMSI, mã PIN, mã PUC v.v. thậm chí là cả 4G. Và việc này đòi hỏi chính nhà mạng phải tự thực hiện qua những giao thức và công cụ do chính họ nắm giữ, thông qua một chức năng gọi là RSP, viết tắt của Remote SIM Provisioning, để điều khiển và lưu trữ thông tin thuê bao khác nhau. Và với tính năng này thì việc chuyển mạng giữ số của chúng ta sẽ đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhấc máy gọi tổng đài hoặc sử dụng giao diện hỗ trợ khách hàng từ xa, liên lạc với nhà mạng và yêu cầu họ chuyển đổi nhà mạng hoặc dịch vụ là xong. Nhất là trong thời điểm hiện nay khi mà Việt Nam bắt đầu kế hoạch cho phép các thuê bao chuyển mạng và giữ số tự do. Tuy nhiên thì nếu chỉ có chức năng thay thế một thẻ SIM nhựa truyền thống và thêm khả năng RSP thì chẳng có gì đáng nói cả. Chỉ là gắn chết một cái thẻ SIM bình thường vào điện thoại thôi mà. Việc này quá đơn giản, cho mình cái mỏ hàn và vài cọng dây đồng cùng 15 phút ngồi câu dây là xong, mình cũng có thể có được một cái điện thoại với SIM gắn chết bên trong. Nhưng eSIM còn làm được nhiều hơn thế. Chính vì đặc tính bảo mật của nó được nới lỏng hơn và có thể can thiệp từ xa bởi nhà mạng, nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hai thiết bị với chung một số thuê bao. Đó chính là câu chuyện mà Apple kể cho chúng ta với chiếc Apple Watch Series 3. Cả điện thoại, di động và Apple Watch đều được đăng ký cùng một thuê bao.
và chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vứt điện thoại ở nhà, đeo mỗi cái đồng hồ ra đường mà vẫn tự tin không bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào hết. Bên cạnh đó thì với kích thước nhỏ gọn mà được tích hợp sẵn vào bo mạch thiết bị, eSIM sẽ giúp các nhà sản xuất tiết kiệm được một phần không gian không hề nhỏ, giúp nhà sản xuất có được những sản phẩm nhỏ gọn hơn, khép kín hơn, và theo ý kiến cá nhân của mình thì điều này còn thiết thực hơn cho việc giảm độ mỏng hơn là bỏ đi cổng tai nghe 3.5. Ngoài ra thì với xu hướng của làn sóng công nghiệp 4.0, nơi mà các thiết bị Internet of Things đang dần lên ngôi, thì việc trang bị một SIM siêu nhỏ gọn giúp chúng có thể luôn kết nối với mạng di động mà không bị phụ thuộc vào local network như là Wi-Fi hay là Ethernet là một điều cực kỳ hữu ích và tuyệt vời. Có nghĩa là khả năng ứng dụng của eSIM là vô cùng lớn, mọi thứ quanh ta đều có thể tích hợp thêm eSIM và quản lý một cách thông minh hơn. Và nhưng nói đi cũng phải nói lại, eSIM dù tuyệt vời đến mấy thì nó cũng có những rào cản nhất định, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam, nơi mà chúng ta vẫn quen với việc quản lý thuê bao cá nhân bằng cách rút và cắm thẻ SIM truyền thống, hoặc với những người thường xuyên thay đổi thiết bị sử dụng cho nhiều mục đích, ví dụ như là những reviewer bọn mình chẳng hạn. Và có lẽ đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là các tay buôn chuyên cung cấp dịch vụ bán SIM số đẹp. Khi mà các nhà mạng áp dụng quản lý SIM từ xa và tăng tính bảo mật, thì việc phân phối SIM số cũng chỉ có thể do chính họ thực hiện mà thôi. Chưa kể việc quản lý và điều khiển thông tin SIM từ xa rất có thể tồn tại những lỗ hổng bảo mật mà hacker có thể can thiệp và lợi dụng. Ví dụ như là cái vụ khách hàng của một ngân hàng nào đó bị hack mất 150 triệu đồng cách đây cũng lâu rồi ấy. Hacker có thể đánh cắp thông tin SIM và nạp vào một cái eSIM khác của hắn, rồi ung dung thực hiện giao dịch và nhận mã OTP từ ngân hàng gửi về, như thể đó là tài khoản của hắn vậy. Nói chung thì eSIM chắc chắn sẽ là một tiêu chuẩn mới, một tương lai mới cho ngành công nghiệp viễn thông di động, đứng bên cạnh các công nghệ như là thực tế tăng cường hay là trí thông minh nhân tạo. Nhưng việc nó đi xa và đi nhanh được đến đâu thì phụ thuộc rất nhiều vào chính người dùng chúng ta, cũng như chính những chính sách hỗ trợ của các nhà mạng viễn thông. Và trong video này thì mình xin phép được chia sẻ những thông tin mà mình biết được về eSIM, cũng như mong muốn giải đáp phần nào thắc mắc của các bạn về eSIM. Nếu có thêm câu hỏi hay những tâm tư tình cảm muốn giải bày với thắc mắc thì hãy mạnh dạn, đừng ngần ngại chia sẻ bằng cách bình luận ngay bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.